mối quan tâm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác của Bộ trong chuyến thị sát cửa khẩu và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh lần này là tình hình thiết lập và triển khai vùng xanh, vùng đệm an toàn cho hàng hóa thông quan, tình hình lực lượng chức năng áp dụng công nghệ trong giám sát và thông quan nhằm chủ động nắm bắt tình hình để có thể có giải pháp đảm bảo thông quan hàng hóa cũng như giảm tình trạng ùn ứ ách tắc hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiến nghị một số giải pháp như tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID tại các cửa khẩu, thiết lập vùng đệm an toàn tại cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, đẩy nhanh thi công các hạng mục tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, cải tiến quy trình thủ tục kiểm tra kiểm soát hàng hóa và con người xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Chúng tôi ghi nhận là tỉnh Lạng Sơn đã rất nỗ lực thực hiện cái chủ trương hình thành một cái vùng an toàn theo cái quy chuẩn của chúng ta. Cho nên là hàng hóa đến đây thì đều được tổ chức khử khuẩn, rồi là phân luồng, và đặc biệt là ở Lạng Sơn đã đưa ra được cái mô hình là cửa khẩu số, cho nên là rất là thông thoáng trong cái việc là cập nhật thông tin, quản lý và thông quan. Mặt khác ấy, thì Lạng Sơn cũng đã chủ động làm việc với phía đối tác để thống nhất được hai cái phương thức giao nhận hàng rất có hiệu quả. Còn tại Móng Cái, sau khi dành nhiều thời gian cho công tác thị sát và kiểm tra tình hình thông quan hàng hóa tại các khu vực lối mở km số 3+4 Hải Yên và khu vực cầu Bắc Luân 2 thành phố Móng Cái, cũng như trực tiếp trao đổi với các lực lượng chức năng của tỉnh về các giải pháp đảm bảo thông quan hàng hóa, giải quyết hiện tượng ùn ứ, ách tắc tại các cửa khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh Quảng Ninh cần chủ động, kiên trì và thường xuyên trong giao thiệp với các cấp của bạn, chủ động sự thông thoáng trong thông quan hàng hóa ngay từ bên phía Việt Nam. Tỉnh cũng cần chủ động duy trì mối quan hệ, cập nhật thông tin với các vùng trồng, vùng nuôi và các doanh nghiệp có vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu để có giải pháp điều tiết phù hợp. Tỉnh Quảng Ninh nhận định, hoạt động thông quan hàng hóa trong bối cảnh thích ứng với dịch COVID-19 đã đặt ra thách thức rất lớn là phải đảm bảo môi trường khu vực cửa khẩu an toàn, nhất là phải thực hiện linh hoạt hài hòa biện pháp chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định và các biện pháp chống dịch được Trung ương chỉ đạo, song cũng phải đáp ứng yêu cầu thỏa thuận phòng chống dịch của hai bên. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, để chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo dòng chảy hàng hóa trong thời gian tới, trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung triển khai linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát hiệu quả các lái xe, phương tiện để tạo vùng xanh an toàn, luồng xanh trong hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế đến mức thấp nhất tác động của dịch bệnh COVID đến hoạt động thông quan hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới. Tiếp tục thường xuyên liên hệ với chính quyền và lực lượng chức năng phía bạn để tạo sự ủng hộ, niềm tin và đạt được lợi ích chung của đôi bên. Về phương án quản lý tập trung đối với lái xe trung chuyển, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái đã tổ chức hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Hai bên đã thống nhất rút ngắn thời gian xét nghiệm đối với lái xe trung chuyển theo định kỳ, thống nhất phương án quản lý tập trung lái xe trung chuyển để đảm bảo nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh an toàn trong khu vực cửa khẩu, lối mở trên địa bàn phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Được biết đến nay, Bộ Công Thương đã có 3 công thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị các cơ quan chức năng phía bạn phối hợp với các địa phương của Việt Nam nghiên cứu đưa ra phương án cải tiến tốc độ thông quan tại các cửa khẩu hiện nay nhằm tránh tái diễn tình trạng ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới.